Xin kính chào cô chú anh chị, ngày mới an lành. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Chung Một Vòng Tay ạ. Cô chú anh chị, hôm nay chúng ta đến tham quan chợ Bà Vệ nha cô chú anh chị. Còn đây là phía bên ngoài của chợ Bà Vệ ạ. Bước vô đầu chợ thì thấy có gian hàng bánh mì xí mại và thịt xào. Dạ, bún thịt xào đủ thứ luôn ha. Cái này gì là bánh nướng luôn đó hả? Bánh nướng luôn. Trời ơi, rồi mỗi một phần vậy là bao nhiêu tiền, giới thiệu cho bà con biết luôn. 15.000, 12.000. Ai muốn ăn cái nào ăn ha, rồi bánh mì cũng vậy hả? Bánh mì cũng 10-12 luôn. Bánh mì ổ 7-10. Dạ. Ở quê mà. Dạ. Cô chú anh chị, hôm nay thì là chúng ta đến tham quan chợ Bà Vệ cũng khá lâu rồi mình không có trở lại đây. Bây giờ trở lại thì thấy bà con mình cũng vẫn buôn bán sinh hoạt vui vẻ và nhộn nhịp như ngày nào nè cô chú anh chị. Đây là toàn cảnh phía bên ngoài chợ nha cô chú anh chị. Và đây là gian hàng bún thịt xào, bánh ướt và bánh mì thịt của anh chị. Bước vào đầu chợ là chúng ta gặp ngay nha. Mời cô chú anh chị cùng tôi vào tham quan chợ, và nếu có dịp nào đi ngang qua chợ Bà Vệ thì ghé và ủng hộ anh chị nha. Những khu vực chợ khác thôi cô chú anh chị, thì thấy bà con phía trước này cũng bán đồ ăn sáng. Dạ, chúng ta đi vào bên trong nha. Hôm nay thì là tôi đến đây hơi sớm hơn mọi lần. Chắc là cô chú anh chị cũng biết rồi là tôi đến đây tôi quay chợ này mấy lần rồi. Nhưng hôm nay cũng khá lâu rồi tôi trở lại nữa. Nhưng mà lần này đến hơi sớm thì thấy bà con cũng chưa có đi chợ được nhiều nè. Đây hôm nay gặp được cô nè. Cô khỏe hả cô? Dạ, cũng lâu rồi con không có ghé chợ này. Chợ này bán được hả cô ha? Chợ này bán ế quá. Sao vậy? Năm nay bị nhà nước ta hỗ trợ đó. Dạ. Nghèo đó. Dạ dạ. Thành ra bán ế chứ không phải như mỗi lần. Dạ, không như mỗi lần ha. Dạ. Dạ. Với lại cũng mới vừa qua Tết ai nấy người ta cũng chuẩn bị nhà người ta mua sắm đủ hết rồi. Chứ có người cho ăn tới giờ chưa hết nữa. Vậy đó. Cho ăn rồi Covid đó. Dạ dạ. Nhà ít đó rồi ta cho ăn tới giờ chưa hết. Dạ. Thôi kệ, mình cũng dịch nó cũng qua rồi thì nó lắng xuống, nó hạ xuống rồi thì thôi giờ mình cũng ráng chống chọi, ráng chịu đựng chứ sao giờ con. Dạ. Ha. Dạ. Thôi kệ, cố lên nha cô. Dạ. Cảm ơn. Dạ, dạ con cảm ơn cô. Dạ. Thôi con chúc cô thật nhiều sức khỏe ha. Dạ. Buôn bán thì mau mắn nhanh nhẹn hơn dạo trước hay cô ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ, thôi con đi nha. Hôm nay có lẽ tôi đến đây hơi sớm đó cô chú anh chị. Hàng quá rồi cũng chưa có dọn xong nữa nè. Cái này là tài nó chưa con đi quay hay gì cưng? Cái này là có như là con đi quay riêng cho con làm YouTube thôi. Mình quay vậy là đăng chi vậy cưng? Quay vậy thì con cũng đăng lên TV rồi xem điện thoại, xem TV rồi cho bà con mình không về thăm lại quê hương được á. Vậy hả? Chứ thí dụ như bây giờ con của cô đi hay là người nhà của cô đi làm việc ở xa đi. Đi làm việc ở xa cái mở ra thấy cái mở vô cái kênh của con coi nè, đó tôi thấy chị tôi bán hàng, đó thấy mẹ tôi bán hàng. Dạ. Rồi thấy này quê hương của tôi nè, chợ của tôi ở gần đây. Đó rồi ta bình luận cho người ta nói vậy. Lương sao cưng, cưng á? Lương thì là bên YouTube nó trả cho con. Tháng được nhiều. Cái đó cũng tùy theo à. Dạ. Tùy theo mà tháng nhiều tháng ít vậy đó.
nhưng mà cứ từ nha. Cứ từ 100 đô trở lên là nó gửi về ngân hàng nó trả cho con. Vậy hả? Dạ nó gửi về ngân hàng rồi mình ra mình rút. 100 đô có 2 triệu mấy này hả? Dạ thì con nói là từ 100 đô trở lên. Ừ. Từ 100 đô trở lên. Có khi nào được 4-500 không? cho cô được vậy nên cho cô đỡ ra. Dạ con á thì cái kênh con nó cũng mới làm đây còn nhỏ quá thì cũng chưa được đó cô. Hả? Còn như mấy người ta làm lâu năm rồi thì lương người ta nhiều lắm. Dạ. Dạ lương nhiều lắm. Ừ. Dạ. À, rất là nhiều luôn á. Ừ. Lương rất là nhiều á, nhiệt lương. Mạnh khỏe nha, làm dạ. Hoài hoài nha, đặng cho lương càng tăng lên. Dạ con cảm ơn cô rất nhiều. Lương ít quá dạ. Đâu có đủ. Dạ đúng rồi, bây giờ xăng cộ độ lên hiện tại hồi sáng này con đổ là xăng 30.000 lít rồi đó. Ừ. Hồi nãy con đổ 30.000 lít rồi đó, đổ 50.000 có 1 lít 6 à. Ừ. Đó thì ra không có xăng vào mắt quá trời luôn, bởi đi quay này con cũng ngán quá không biết làm sao nữa. Chắc mua cái xe đạp đi quá. Xe đạp thì mình đạp không nổi. Đạp không nổi. Dạ. Cô ở đâu nặng? Thì con cũng ở chợ mới mình vòng vòng đây nè. Dạ. Bởi vì vòng vòng đây con quay hoài là vậy đó. Dạ. Dạ. Thôi con cảm ơn cô nha, con đi vô trong cơ bà con đi chợ chứ hồi bà con về hết. Dạ, con cảm ơn cô ha. Dạ. Dạ. Thôi mình đi nữa cả nhà ơi. Chú chặt dừa nè. Chú ơi mình nào mình lấy cái ruột đi để làm mứt hay làm gì chú? Cái này để làm mứt con. À, dạ. Tao làm mứt. Dạ. Trời ơi chú cạy ra khéo hết sức không? Còn làm nữa không chú? Còn làm hoài mà. Không mà vậy là nạo xong rồi đó chú ha. Bây giờ rửa là lát là gọt cái vỏ lụa nó xong là về bào ra đấy ha. Ừ. Đó. Trời chú đàn ông mà chú làm khéo ghê. Thôi đi nữa nha cả nhà ơi. Vậy là hôm nay tôi đến đây chợ này hơi sớm rồi cả nhà ơi. Cho nên thấy bà con mình cũng chưa đi chợ bao nhiêu nè. Chứ thường thì tôi thấy chợ ở đây buôn bán rất là đông. Bà con mình mua đi chợ cũng nhiều lắm. Này chắc tại tôi đi sớm nè. Những gian hàng thịt nè. Còn đây là đồ biển. Rồi mình đi xuống dưới chợ cá bờ sông nè. Bé đi theo mẹ đi chợ nè. Đó. Cũng dậy sớm đi chợ đó. Đây là cá sặc. Cá sặc. Cái này riêng khu vực mình ở đây thì bán cá sông rất là nhiều. Chợ Bà Vệ này rất là thoáng mát, sạch sẽ của chú anh chị. Nằm cạnh bờ sông ông Trưởng như thế này nè. Nhưng hôm nay thì tôi thấy nước cũng cạn quá cho nên bỏ bãi hơi xa, nhìn dòng sông nó nhỏ không được đẹp. Đây là cá sông bà con mình bắt được này, cũng mang lên bán nè. Đồ ở những cái chợ quê nông thôn mình đó thì rất là ngon ạ. Đây là cá linh hay gì nè. Cá linh là chắc cá linh hay chị ha. Nó bơi bơi đây nè. Dạ. Cá linh thì nó béo. Còn cái này cá này à, cái cá này là cá nhỏ nhỏ chắc cơ. Cái rô nhỏ chắc bán người ta thả mà chị thả. Trời ơi bên kia chạy qua đây nè. À, chết rồi nó nhảy ra nữa kìa chị ơi. Chừng nó đi xuống sông á. Trời ơi nó nhảy cái giật mình, nó nhảy ra đây nó bơi. Mấy cá trê này nó khỏe. Đó. Cá bóng nè. Cá bóng này là ớt.
ở với tôm. Dạ con quay phim con đăng lên TV đó cho bà con mình không về thông quê được người ta xem. Đây cũng là trời ơi cá ngon quá trời luôn. Ở đây thì là đó, còn là đồ đồng mình không mà ngon quá cả nhà ơi. Còn là cá lồng tông, lồng tông khó tiêu về mặt trời. Có hè nè, nói trời có đồ cá ngon quá trời luôn. Đủ thứ hết cả nhà à, dễ dàng cho bà con mình lựa chọn muốn mua cái gì mua, cái nào cũng ngon hết, cá còn sống không à, ngon quá trời luôn. Còn ông này tôi thấy ông lanh dữ lắm là tôi quay ông trước nè. Ông lanh quá trời luôn, quay ông trước đi. Đó, ở đây chợ này đi tới quay nhiều rồi cho nên bà con biết mặt hết trơn rồi, cô chú anh chị cho nên cũng vui lắm. Chọn đây cô bán này đu đủ ngon hết sức không? Đó. Rồi bán hột vịt, bán đủ. Dạ đủ hết trơn rau má nó kìa, ngon quá trời luôn nè. Ông nói xong cái ông đi à, không đứng cho mình quay ông đâu. Dạ, dạ, dạ con đăng YouTube. Dạ. Con thì quay tới đây bà Tư, dạ. Bữa nay cũng vậy nè, tôi bán đâu để coi mấy thứ ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mười mấy thứ rau luôn. Trời ơi. Mua tiếp gì ha? Mười mấy thứ rau luôn tiền ơi quá trời. Con hôm qua con có mua rau nhãn lồng của con còn. Với lại hủ qua đèo cũng còn nữa. Mình nên con ăn hà chừng nào con ăn hết không mới mua nữa. Mua về bỏ đầy tủ lạnh cái mắc công mẹ bà soạn ra bà dục. Bà thấy để hoài không ăn cái bà sách bà dục. Quay gì trên trời? Quay thì đăng lên đăng bên bên YouTube á chị. Ê, mắc nhiều chị để chết. Quay lăn gà, quay lăn chú chợ kìa. Quay lăn gà nó đi. Đây là các loại khăn nè. Đủ màu tím nè chú. Dạ. Số 35 tặng số. Nước trong dân thẻ ATM, phòng bảo hiểm xe máy, bảo hiểm y tế và bằng lái xe. 5.000 một cái 5.000. Được làm bằng nhựa PVC siêu bền dai, chống thấm nước, chống bụi bặm. 5.000 một cái 5.000. Bỏ phòng thay nước trong dân thẻ ATM. Đây nè, ở đây mình có loại rau muống trắng nữa nè. Ê quên, à, bông súng. Trời ơi, bông súng trắng. Sáng giờ mà ba chỗ đó, mấy kiểu quần áo dễ thương không à, mua về cái mặt luôn à, mình khỏi có phải mất công may là chờ lâu nè. Nhưng mà vấn đề mà may sẵn bán như thế này thì là có người mặc vừa, có người mặc không vừa, phải về đi sửa đó cả nhà. Còn đây là gian hàng bánh của chị nè, bánh với lại rau câu nè.
à, mứt dừa luôn nữa, trời tèn ơi đủ hết trơn luôn á. Thấy mứt dừa cái rồi mua bộ muốn ăn Tết nữa, sao mà có mứt dừa trời ơi. Cả như ăn Tết đi cho nó bởi vậy muốn ăn Tết nữa hay gì nè. Cái này à, mứt non hả chị, hay dừa non đấy ha? Mứt non chị, mứt dừa dẻo đó. Còn quá chị khéo tay kìa, chị làm hả màu sắc đẹp quá trời luôn. Em làm đó chị, em làm. Dạ. Cho chị chỉ coi chứ không hộ. Dạ. Dạ. Bà con mình cứ bấm vô chung một vòng tay, bấm vô chữ chung một vòng tay là sẽ thấy ngày vài bữa nữa là ăn bữa hai bữa nó đăng clip này. Thấy không? Quay không chạy trốn rồi kìa. Dạ. Vậy mà nhát ha, coi vậy mà nhát ghê bởi vậy. Quay chạy trốn chưa trong hồi trò hở. À, quay dàn gian hàng trái cây đủ màu sắc của em gái nè. Kêu bà Hạnh mở cái trang ra. Nữa trời, ổng nữa à. Đó, gặp ổng nữa đó. Ổng nữa. Một tay coi. Dạ, giờ bắt lên đi là bữa nay coi bữa nay đang chiếu cái clip gì ta? Hôm qua hôm kia chiếu vắt lúa nè, bữa nay không biết chiếu cái gì quên rồi. Chiếu clip chợ này mới coi. Trời ơi, chợ nào thì cũng vòng vòng mình đây không? Cũng vòng vòng á hả, Kiến Thành, Kiến An này không chứ có đi đâu xa đâu trời. Chợ quê mà, chợ nhà mình mà. Ok, cho người ta quay cho tại á, muốn có chợ là cũng phải lên tại. Rồi, muốn sang nhà chú chợ, đã ba trăm, đâu có chợ. Hôm nay mình đi sớm quá cả nhà, cho nên bà con còn còn ngủ chưa dậy á, cho nên đi chợ ít quá. À, chị thôi mình đi sang bên kia. Mình nha cô chú anh chị. Ủa ông mua thằng ngoài đường có 5.000 ký. Quẹo lửa mua xài bà con cô bác ơi. Đây là siêu thị Đồng Giá nha cô chú anh chị. Cứ 2.000 một món nè. 2.000 một món, quẹo lửa mua xài bà con cô bác ơi. Đủ màu sắc hết, dễ thương quá trời luôn à. Đi chợ phải không? Đi theo bà đi chợ phải không? Con mua được cái gì vậy? Hả? Con đi con mua được cái gì vậy nè? Chào nè. Con chào các bạn đi, con chào các bạn đi nè. Chào đi, chào gì đi con. Chào đi. Nhát quá à. 2.000 một món, quẹo lửa mua xài bà con cô bác ơi. Còn đây là gian hàng nem nướng, bánh mì nem nướng của chú nè. Dạ. Dạ đây là gian hàng nem nướng ngay đầu chợ Bà Vệ luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị ghé ủng hộ nha. Đây nè, trời ơi bắt mắt lắm nè. Dạ. Bánh mì nem nướng, thịt nướng nha cô chú anh chị. Rồi mình bán cái hộp này là cái gì? Bún bánh tằm. Dạ, bún bánh tằm. Dạ, bún bánh tằm. Bún bánh tằm 15k mấy chị ơi. Dạ, bún bánh tằm 15k này, còn bánh mì thì bao nhiêu? Bánh mì thì bao nhiêu chị? Từ 7 tới 12. Dạ. À, có hai giá nha cô chú anh chị, một loại thì là 7.000, loại 12.000. À, bà con mình muốn ăn loại nào thì là mua ủng hộ cô chú loại đó nha. À, tôi thấy rất là ngon nè. À, nem nướng. Rồi có ông anh tới mua một hộp bún nem nướng nè, ủng hộ nè. À, cô chú anh chị có nhu cầu ha, ở xung quanh khu vực đây hay là đã từng biết chợ Bà Vệ thì nếu có đi ngang thì ghé ủng hộ cô chú anh chị nha.
Nhưng mà chị em thấy thôi để tắt máy mi góp ý với chị chút xíu. Mình mở ra bán lâu chưa chị? Bán chưa đầy tháng. Dạ. Em thấy mình nên đặt một cái tủ kiến nhỏ nhỏ nữa đó chị, để là hợp lý nhất đúng không? Chứ để em thôi. Dạ. Dạ. Một cái tủ kiến nhỏ mình để mấy cái này nè. Dạ. Cho khỏi có xe cộ chạy qua chạy lại. Hả? Cây nhiêu tiền? Cây 10 ngàn. Dạ. Đem nướng thì cây 10 ngàn. Cái này ngon rồi. Đứng làm đó mà chưa kịp. Dạ. Nó làm vậy nhìn thấy nó vệ sinh sạch sẽ hơn mà đẹp hơn. Dạ. Tại vì ngay đây ngay đường đi á. Dạ. Chứ để lên hình như vậy bà con mình sẽ thắc mắc nè, nói là bán vậy là sợ bụi này kia đó. Dạ. Cái này đậy lại đi chị, để thôi lại nè, kêu là bà con mình mua cái là biết. Rồi cái người ta làm cái bảng nữa, làm cái bảng treo đây nè, nhìn cái là thấy biết là mình bán cái gì và giá bao nhiêu. Thôi cô chú anh chị mình ghé mình review gian hàng bánh mì và thịt nướng của anh chị cho cô chú xem, để có dịp đi ngang chợ Bà Vệ thì ghé mua ủng hộ nha. Dạ. Như hồi nãy theo như lời chị nói thì là chị mới mở ra bán một tháng nay cho nên là cũng chưa có điều kiện để mà làm cái tủ kiến. Mong cô chú anh chị xem cũng thông cảm nha. Sắp tới đây là chị sẽ làm một cái tủ kiến và để những cái thức ăn chính này để vào trong đó cho nó khỏi bụi. Dạ. Còn hiện tại thì mong cô chú anh chị cũng thông cảm và đừng có trách nha, tại vì cũng do là điều kiện và khả năng của mình thì thôi cô chú anh chị cũng thông cảm ha. Chỉ vài bữa nữa thôi là sẽ tất cả sẽ vừa đẹp mắt và vừa hợp vệ sinh nữa ha. Thôi thì tôi cũng đi ngang đây, tôi ghé đi quay ghi hình lại chợ Bà Vệ cho cô chú anh chị ở xa gần xem, không có dịp để về thăm lại quê hương thì xem những thước phim của quê hương mình, để nhìn ngắm lại để thấy ở đây là quê hương của tôi, và có sự thay đổi rất là lớn ạ. Bà con thì bây giờ tất cả cũng những cái gì mà buồn tẻ dịch bệnh của năm qua thì nó đã trôi qua hết rồi, thì chúng ta hãy để lại những bừa bộn đó sau lưng hết đi mà vui đón một năm mới thật là vui vẻ. Hiện tại thì bây giờ bà con vẫn sinh hoạt đi chợ nhộn nhịp lại như ngày nào ạ. Thì tôi đến tôi ghi hình lại để gửi đến những thước phim này cho cô chú anh chị xem. Còn gian hàng hôm nay của anh chị thì là tôi xin lỗi là bởi vì là chưa anh chị cũng đang đặt cái tủ ha. Rồi tới đây sẽ có cái tủ và sẽ hợp vệ sinh hơn, thì mong cô chú anh chị xem cái clip này thì cũng đừng có trách nha. Dạ. Thôi tôi cảm ơn cô chú anh chị, mời cả nhà mình đi vào bên trong tham quan chợ một vòng nữa nha. Thôi em cảm ơn nha chú anh chị, buôn may bán đắt ha, thật nhiều sức khỏe ha. Dạ. Hai ngàn một món, quẹo lửa mua trời bà con cô bác ơi, không đi luôn. Hai ngàn một món, quẹo lửa mua trời bà con cô bác ơi. Có mấy kiểu đồ, có mấy kiểu đồ thấy cưng không? Nhưng mà mình cao giò quá, mình mặc không có vừa. Không riêng điểm. Cái này là rau đắng hả cô ha? Đèn ơi, lâu lắm rồi con mới thấy luôn á. Trời ơi, cái này là ăn cháo cá nè cả nhà ơi, rất là ngon luôn. Lâu lắm rồi. Con quay phim, con đăng lên YouTube. Dạ. Sáng giờ bán được không cô? Dạ, con đi lại đây sớm quá, thành ra bà con chưa đi chợ nhiều quá trơn á, cho nên quay cũng thấy ít người quá. Thôi con cảm ơn nha, con chúc cô thật nhiều sức khỏe nha. Dạ. Thôi con đi ha. Mình đi nữa cả nhà ơi. Còn đây là khoai lang, khoai mì và khoai cao.
Dạ. À, như mình bà con nông thôn ở vùng của tôi đây thì là gọi là khoai cao, còn nơi khác thì gọi là khoai môn, khoai sọ rồi đó cô chú anh chị. Lâu quá rồi mới gặp lại ha. Khỏe không? Lúc này bán đỡ không em? Bán cái này cũng chậm thôi. Dạ. Thì thôi kệ, chậm nhưng mà có bán được cũng được rồi. Chứ để ngồi nhà cái là buồn á. Thôi kệ, cố gắng lên ha. À, thôi đi nha. Thôi mình đi nữa thôi nha. Bữa nay được biết qua là có mở chân nha. Mở chân có tổng thuốc bắc trong này nè. Ai mà bị giờ giả luôn thôi vô. Phỏng xăng, phỏng lửa thôi vô. Nước rốt giò lột da tay thôi vô. Hay lại tay, mở chân. Nhiều kiểu quần áo đẹp quá cả nhà ơi. À, mình đi thì mình nhìn thấy à, cái này cái gì tím tím ta? Dạ cô, cái này cái tím tím là gì cô? À, cái này là cây trà hả cô? Cây trà ở Lâm. Ồ, con mới biết luôn á. Thì mình uống nhiều rồi nhưng bây giờ thì mới được thấy nè. Cái này là cái nấu nước á. Cái này là cái tươi nè cô ha. Trời ơi, lạ quá cả nhà. Mới thôi, mình quay rất nhiều chợ rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên mình biết cây này là cây trà ô long nè. Ôi, đẹp quá à. Nhìn nó màu tím rất là đẹp. Hay quá. Cái này về mình cũng nấu nước mình uống gì cô ha? Đúng rồi, nấu nước, cái uống cái để đường phèn vô á. Dạ. Cái uống nó mát gan á. Dạ, dạ. Mát gan. Dạ. Mà nhưng mà nếu mình nấu nhiều thì là mình phải để tủ lạnh hả cô ha? Để tủ lạnh. Dạ. Cái... Trời ơi, lạ quá à. Con cũng mới... tới. Dạ. Con cũng mới biết cái này là cây trà ô long nữa cả nhà. Trời ơi, mình thấy lạ quá, mình mới biết luôn. Để chụp hình đưa lên cho cả nhà mình xem cái cây trà nha. Con nào giờ con mới thấy mà. Cây trà ô long. Dạ. Con đi nhiều rồi, con mới thấy chợ mình có này đó. Đây là cây trà ô long nha cả nhà, cây trà tươi nè. Rất là lạ luôn. Trời ơi, đồ tiêu dùng trong gia đình đẹp quá đi. Có cái máy xay thịt nữa kìa. Rồi còn đây thì cái loại để mấy cái đế để điện thoại. Rồi bóng đèn nữa. Đủ thứ đẹp quá cả nhà. À, cô chú anh chị ơi, nãy giờ chúng ta đã đi tham quan vòng quanh chợ Bà Vệ rồi ạ. Dạ. À, thôi thì cũng cũng hết chợ rồi. Hôm nay thì chắc có lẽ tôi đến sớm cho nên bà con mình cũng chưa có đi chợ được nhiều. Dạ, dạ. Có lẽ tôi cũng xin tạm dừng video của mình ở đây ạ. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã luôn yêu thương đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua trên kênh Chung Một Vòng Tay ạ. Giờ đây tôi xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau. Xin chúc cả nhà mình có những ngày mới thật là an lành, thật nhiều sức khỏe, luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình, bên những người thân yêu của mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.